Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LG. Ở trong thế giới của Kiếm Lai, sự lựa chọn của Trần Bình An chỉ là một bản sao hưởng của định mệnh. Anh từng có cơ hội thông qua một con đường tắt để nhanh chóng đạt đến cảnh giới thứ 15, trở thành chúa tể của ngũ sắc thiên hạ, cùng với Ninh Diêu xây dựng nên thành phi thăng mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, anh cuối cùng đã từ bỏ con đường có vẻ như dễ dàng đó và chọn một con đường gian nan hơn thế nhưng cũng chân thực hơn. Sự lựa chọn này không chỉ thể hiện sự kiên định của anh đối với con đường tu đạo cá nhân, mà còn thể hiện trách nhiệm của anh đối với kiếm khí trưởng thành, thành phi thăng và chúng sinh ở trong thiên hạ. Trước đêm kiếm khí trưởng thành sụp đổ, Thôi Chản đã thiết kế cho Trần Bình An một con đường tắt dẫn thẳng đến cảnh giới thứ 15. Nếu kế hoạch này thành công, Trần Bình An có thể nhanh chóng trở thành chúa tể của ngũ sắc thiên hạ, thay thế Ninh Diêu để trở thành người thống trị mới của thế giới. Thôi Chản biết rõ rằng Trần Bình An có tiềm năng và năng lực để trở thành chúa tể của thiên hạ. Sự xuất hiện của anh đã mang lại sức mạnh và sự đoàn kết chưa từng có cho thành phi thăng. Trong bối cảnh này, sự từ chối của Trần Bình An thật sự đáng tiếc, là vì ẩn quan cuối cùng của kiếm khí trưởng thành, vị trí của Trần Bình An đã sâu sắc trong lòng người, đến mức ngay cả Ninh Diêu và Tiêu Tốn cũng không thể nào so sánh. Nếu anh chọn chấp nhận sự sắp đặt của Thôi Chản, thành phi thăng sẽ có một lãnh đạo vững chắc. Ba ngọn núi lớn ở trong thành sẽ chọn đoàn kết dưới ngọn cờ của Trần Bình An, tạo nên sự gắn kết mạnh mẽ hơn. Chỉ trong một thời gian ngắn, anh đã thu hút các đồng minh mạnh mẽ như là Tuế Trừ Cung, Thái Bình Sơn, Siêu Nhiên Đài về cho thành phi thăng, cho thấy năng lực xuất chúng của mình. Tuy nhiên, cuối cùng Trần Bình An vẫn từ bỏ con đường tắt này. Sự lựa chọn này vừa bất ngờ thế nhưng cũng hợp lý. Trần Bình An chưa bao giờ là người theo đuổi quyền lực và danh vọng, anh coi trọng hơn việc tu luyện bản thân và khám phá con đường đạo. Anh hiểu rằng để đạt được cảnh giới thứ 15 không chỉ đơn thuần dựa vào sự thúc đẩy từ ngoại lực mà cần phải tự mình đi qua từng bước. Quá trình tu luyện này không chỉ là thử thách tâm đạo mà còn làm sâu sắc thêm cảm giác trách nhiệm của anh. Quan trọng hơn, trách nhiệm của Trần Bình An đối với thành phi thăng và kiếm khí trưởng thành khiến anh không thể nào dễ dàng chấp nhận sự sắp đặt của Thôi Chản. Mặc dù Trần Bình An đã nhiều lần bước vào ngũ sắc thiên hạ trong trạng thái chưa biết, thế nhưng mà anh hiểu rằng nếu chọn con đường tắt này, anh sẽ phải gánh vác nhiều trách nhiệm và áp lực hơn. Những điều này có thể khiến anh mất đi sự trong sáng và tâm nguyện ban đầu của một kiếm tu. Sự lựa chọn của Trần Bình An đã làm cho thành phi thăng mất đi một cơ hội trỗi dậy nhanh chóng. Hiện tại dưới sự lãnh đạo của Ninh Diêu, thành phi thăng đang như là mặt trời ban trưa, thế nhưng vẫn chưa đạt đến hình thái mạnh mẽ nhất. Mặc dù Ninh Diêu có sức mạnh được công nhận là cường thập tứ, thế nhưng phong cách hành sự của cô lại khá là siêu nhiên, để cho các thế lực ở trong thành phi thăng có nhiều tự do và không gian hơn. Chính vì vậy, sự đoàn kết và hành động của thành phi thăng còn tương đối lỏng lẻo. Mặc dù vậy, Ninh Diêu vẫn là một lãnh đạo không thể thiếu của thành phi thăng. Sức mạnh và uy tín của cô giúp cho thành phi thăng vẫn đứng vững như là bàn thạch trước kẻ thù lớn. Chỉ là khác với Trần Bình An, Ninh Diêu thiên về chiến đấu đơn thương độc mã, trong khi Trần Bình An lại giỏi hơn trong việc cân bằng các thế lực và hòa giải các mâu thuẫn. Vì vậy, nếu Trần Bình An chọn tiếp nhận sự sắp đặt của Thôi Chản, thành phi thăng có thể sẽ đạt được độ cao chưa từng có giữa sự kết hợp của anh và Ninh Diêu. Sự lựa chọn cuối cùng của Trần Bình An khiến người ta cảm thán, thế nhưng cũng để lại nhiều khả năng cho thành phi thăng và chính bản thân anh. Trần Bình An từ bỏ con đường tắt và chọn con đường tu luyện vững chắc. Điều này khiến tiến trình của anh có thể chậm hơn thế nhưng lại bền vững hơn. Sự lựa chọn này có thể khiến sự trỗi dậy của thành phi thăng chậm hơn thế nhưng lại vững chắc hơn. Trong tương lai, liệu rằng sự kết hợp của Trần Bình An và Ninh Diêu có đưa thành phi thăng đạt đến tầm cao sánh ngang với Tam Giáo? Đó vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải. Sự từ bỏ của Trần Bình An đồng nghĩa với việc anh sẽ tiếp tục khám phá con đường của chính mình, và con đường đó sẽ đầy thách thức và cơ hội. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa rằng anh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến vận mệnh của thành phi thăng và kiếm khí trưởng thành theo cách của riêng mình. Ninh Diêu với tư cách là lãnh đạo tinh thần của thành phi thăng, sự tồn tại của cô là biểu tượng của sức mạnh của thành. Tuy nhiên, sự trở lại tiềm tàng của Trần Bình An sẽ mang lại sức sống và hướng đi mới cho thành phi thăng. Dù hiện tại anh chưa chọn trở thành chúa tể thiên hạ, thế nhưng mỗi sự lựa chọn của anh vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến cục diện thiên hạ. Sự lựa chọn của Trần Bình An không chỉ là quyết định về tu luyện cá nhân, mà còn là sự trách nhiệm và gánh vác đối với thành phi thăng, kiếm khí trưởng thành và cả thiên hạ. Anh đã từ bỏ con đường tắt đến cảnh giới thứ 15, chọn một con đường chân thực và gần gũi với bản thân hơn. Sự lựa chọn này có thể khiến thành phi thăng mất đi một cơ hội trỗi dậy nhanh chóng, thế nhưng lại đặt nền tảng vững chắc hơn cho sự phát triển trong tương lai của nó. Trong tương lai, sự kết hợp giữa Trần Bình An và Ninh Diêu chắc chắn sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến sự phát triển của thành phi thăng. Dù hiện tại thành phi thăng chưa đạt đến hình thái mạnh mẽ nhất, thế nhưng dưới sự dẫn dắt của hai kiếm tu đỉnh cao này, thành phi thăng cuối cùng sẽ đón nhận thời khắc huy hoàng của riêng mình. Chúng ta có thể dự đoán rằng sự kiên định của Trần Bình An và sức mạnh của Ninh Diêu sẽ cùng nhau viết nên một truyền kỳ thuộc về thành phi thăng trong những năm tháng tới. Nếu như nói về câu chuyện tình yêu ở bên trong Kiếm Lai, thì nhất định phải nhắc đến cặp đôi nam nữ chính của chúng ta chính là Trần Bình An và Ninh Diêu. Ninh Diêu sinh ra tại kiếm khí trưởng thành, chính là con gái của cặp kiếm tiên nổi tiếng ở đó và sở hữu một trong bốn thanh kiếm tiên là Thiên Chân. Ở kiếm khí trưởng thành, kiếm tu được chia làm hai loại, một là Ninh Diêu, hai là những kiếm tu khác.
Ninh Diêu lần đầu xuất hiện ở Lê Châu Động Thiên, ban đầu có định nhờ người ở trong thị trấn rèn một thanh bảo kiếm, thế nhưng không ngờ lại bị thái giám của đại tùy đánh trọng thương ở trên đường. May mắn thay, Lục Trầm đi ngang qua và ra tay giúp đỡ, đưa Ninh Diêu trở về nhà Trần Bình An để dưỡng thương. Trong những ngày này, Trần Bình An chăm sóc tận tình, hai người đã mở lòng và trò chuyện nhiều với nhau. Sau đó, khi mà Lưu Hân Dương bị một con ma thú đánh trọng thương và tính mạng bị đe dọa, Trần Bình An đã quyết định báo thù. Ninh Diêu không nói hai lời, rút kiếm áp váy đưa cho Trần Bình An và cùng với anh chiến đấu. Trong cuộc sống trước đó, tình cảm giữa hai người bắt đầu nảy sinh. Sau khi Lê Châu Động Thiên bị phá hủy, Ninh Diêu từ biệt Trần Bình An để trở về kiếm khí trưởng thành. Còn Trần Bình An bắt đầu hộ tống Lý Bảo Bình và những người khác đến thư viện Sơn Nhai để học. Trên đường đi, Trần Bình An kết bạn với A Lương và bắt đầu rèn luyện kiếm thuật dưới sự chỉ dẫn của anh. Sau đó anh mang thanh kiếm do người ở trong thị trấn nhỏ rèn luyện, nhờ người ở kiếm khí trưởng thành đưa cho Ninh Diêu, đồng thời bày tỏ tình cảm của mình một cách dũng cảm. Sau khi nhận được lời tỏ tình chân thành của Trần Bình An, Ninh Diêu vui mừng chấp nhận tình cảm nồng nhiệt đó và hai người hẹn nhau trong 10 năm. Trần Bình An bắt đầu hành trình rèn luyện võ công và du ngoại ngàn dặm. Khi mà lời hẹn ước hoàn thành, Trần Bình An quay lại kiếm khí trưởng thành và hai người đã có một khoảng thời gian hạnh phúc ở bên nhau. Không lâu sau đó, kiếm khí trưởng thành khai chiến với Man Hoang Thiên Hạ, Ninh Diêu đột phá tại chỗ và bước vào Nguyên Anh. Ninh Diêu và Trần Bình An hẹn ước khi nào Trần Bình An đạt đến võ đạo cảnh thứ 7 thì hãy đến tìm cô. Sau khi Trần Bình An rời kiếm khí trưởng thành, Ninh Diêu biết rằng mình bị ép phải kết duyên, liền yêu cầu đại kiếm tiên chặt đứt sợi chỉ đỏ đó. Cô không phải ghét Trần Bình An, chỉ là không muốn mối quan hệ giữa hai người trở nên không trong sáng. Ninh Diêu thích ai là quyền của cô, không ai có thể can thiệp. Yêu một người thì không ai có thể ngăn cản được. Về phía Trần Bình An, sau thời gian rèn luyện không ngừng với Lý Nhị, anh cuối cùng cũng đã bước vào cảnh giới kim thân và lên đường trở về kiếm khí trưởng thành. Một bóng hình gõ cửa phủ Ninh ở kiếm khí trưởng thành. Cửa mở ra, bóng hình đó lập tức ôm chặt lấy Ninh Diêu vừa mở cửa. Trần Bình An trở về đúng hẹn, mang theo hai thanh kiếm tiên làm sính lễ và nhờ đại kiếm tiên làm mai đến phủ Ninh để cầu hôn. Không lâu sau, Mang Hoàng Thiên Hạ tấn công kiếm khí trưởng thành. Trần Bình An đã tiếp quản chức ẩn quan, hợp đạo nửa thành của kiếm khí trưởng thành, một mình bảo vệ thành, còn Ninh Diêu thì cùng với Thành Phi thăng bay lên trên ngũ sắc thiên hạ. Ngay khi đến ngũ sắc thiên hạ, Ninh Diêu liền đột phá bình cảnh Nguyên Anh. Thế nhưng mà tâm ma của cô lại là Trần Bình An. Ninh Diêu chỉ nhìn thêm vài lần hình bóng của Trần Bình An trong tâm ma và lập tức hiểu rằng Trần Bình An trong mắt của cô không thể nào sánh được với Trần Bình An thực sự. Trời đất bao la, Trần Bình An là duy nhất. Sau khi hoàn toàn phá bỏ tâm ma, Ninh Diêu bước vào cảnh giới Ngọc Phù, sau đó nhanh chóng thăng lên cảnh giới Phi Thăng. Cô cầm kiếm mở trời, đi đến Hạo Nhiên Thiên Hạ. Trên thuyền đêm lại gặp lại Trần Bình An. Sau đó cùng anh đến Bắc Cựu Lô Châu làm khách khanh của Thái Huy Kiếm Tông, rồi cùng với Trần Bình An du ngoại Bảo Bình Châu. Sau đó cùng mọi người ở Lạc Phách Sơn bá khí vấn kiếm chính Dương Sơn. Tại Đại Lê Kim Thành, cô đã dũng cảm chiến đấu với cỗ xe thần cổ đại để bảo vệ Trần Bình An. Và trên biển cả mênh mông, cô phát hiện ra quỷ vật cảnh giới Phi Thăng mà Chu Mật để lại nhân gian và mạnh mẽ đả thương nó. Sau khi Tam Giáo Tổ Sư tàn đạo, Ninh Diêu đóng cửa tu luyện tránh mưa. Với tư cách là một kiếm tu thuần túy, cô đã thành công bước vào cảnh giới thứ 14. Cuối cùng, Trần Bình An cưới thành chủ của thành Phi Thăng và Ninh Diêu gả cho vị ẩn quan cuối cùng của kiếm khí trưởng thành. Vậy là nội dung của chúng ta tới đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó ra sao? Nếu như mà thì hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng, theo TG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.